Trưng bày di nhạc trong phòng khách của mình mang lại sự tinh tế đẳng cấp trong không gian nhà mình và mang lại sự may mắn nhất tới cho gia đình mình. Và ngày hôm nay, cơ sở đồ gỗ Trung Kiên bên em giới thiệu với anh chị và các bác những mẫu tác phẩm di nhạc và được chế tác trên nhiều gỗ khác nhau anh chị nhé. Và tác phẩm đầu tiên em gái giới thiệu với chị và các bác đó chính là tác phẩm Ngày Di Lạc, được chế tác chất liệu là gỗ Ngọc An. Hàng bên em đã sơn BU rồi nhưng anh chị có thể vẫn ngửi được một mùi hương thơm của chất liệu gỗ Ngọc An này. Và tác phẩm này có kích thước chiều cao là 1m23 và chiều ngang là 1m40, chiều sâu là 62. Và không để anh chị và các bác chờ lâu nữa thì em gái xin mời anh chị và các bác cùng thưởng lãm qua bức tác phẩm Di Lạc được chế tác chất liệu là gỗ Ngọc An, một mùi hương thơm vô cùng là tuyệt vời đấy ạ. Đó, và anh chị có thể ngắm nhìn cho em từng những phần khuôn diện mặt của ngài. Di Lạc mang lại sự ấm no đủ đầy hạnh phúc tới không gian nhà mình. Và các bác ngắm nhìn cho em từng những phần khuôn diện mặt của ngài đấy ạ. Vô cùng là hoan hỉ vui tươi cho em anh chị nhé. Và từng những vòng từng phần ánh mắt ạ, cặp lông mày được những người nghệ nhân bên em đục châm tỉa vô cùng là kỹ càng. Và từng những vòng tay tràng hạt tiền thì được bên em đục lổi kênh hết cả lên đấy ạ. 10 viên thì đều đặn như cả 10 và bụng cụ to tròn mang lại cái tài lộc may mắn tới cho gia đình mình. Và anh chị có thể ngắm nhìn cho em từ những cái đường vân của chất liệu gỗ Ngọc An đấy ạ. Vô cùng là đẹp cho em chị nhớ. Và với tác phẩm này bên em là hàng nghìn khối thì các bác có thể là về trưng chơi trong gian phòng thì anh chị sẽ không bao giờ sợ có thể là gãy gọc hoặc có thể là bong chóc như anh chị nhớ. Và hàng sơn BU rồi nhưng anh chị có thể vẫn ngửi được một mùi hương thơm của chất liệu gỗ Ngọc An. Và tác phẩm này thì bên em độc chín cô cậu tiểu đồng tượng trưng cho cửu phúc. Mỗi cô cậu tiểu đồng có dáng vẻ đang nâu đùa tinh nghịch với ngài vô cùng là hoan hỉ vui tươi cho em chị nhớ. Đó, các bác ngắm nhìn cho em từ những phần cô cậu tiểu đồng nữ đấy ạ. Đó, từ những phần khuôn diện mặt này, từ những phần bím tóc này, đó được bên em đục châm tỉa vô cùng là kỹ càng. Từ những phần cô cậu tiểu đồng làm đang lô đùa tinh nghịch với ngài đó. Và từ những phần chiếc gậy như ý thì được bên em đục châm tỉa vô cùng kỹ càng. Chiếc gậy như ý mang lại vạn sự như ý tới cho gia đình mình đó. Và trên đây là từ những phần trái đào căng tròn mọng tượng trưng cho tuổi trường thọ trường sinh tới cho gia đình mình. Và tác phẩm này chất liệu gỗ Ngọc An thì hàng sẽ là có lên tuyết cho em chị nhớ, nhưng tác phẩm này bên em sơn BU rồi nhưng cho nên là rất ít là lên tuyết, còn hàng để mộc nguyên thì sẽ là hàng lên tuyết rất là nhiều. Và từng những chú rơi chiêu hút tài lộc tới cho gia đình mình đấy ạ. Đó, và bên cạnh đó thì bên em đục thêm những chú nghê xù chiêu hút tài lộc và trấn giữ của cải đấy ạ. Đó, các ngắm nhìn cho em từng chú nghê ạ, được bên em đục châm tỉa vô cùng kỹ càng từng chi tiết một. Và một cái bao tiền siêu to khổng lồ, một cái bao tiền đựng tiền tài của cải tới cho gia đình mình. Đó, bao nhiêu của cải cũng không thể là hết được tiền tài bác chị nhớ. Và không thể thiếu được là từ những cụ thiền thử chiêu hút tài lộc trấn giữ của cải cho gia đình mình. Đó, với một tác phẩm siêu to khổng lồ này thì anh chị có thể để trưng chơi trong dàn vòng khách của mình, mang lại sự tinh tế đẳng cấp nhất tới trong không gian nhà mình. Vâng, và tác phẩm thứ hai em gái giới thiệu với anh chị và các bác cũng là một tác phẩm Di Lạc ngồi và được chế tác chất liệu là gỗ hương ta Gia Lai các bác nhớ. Với tác phẩm siêu to khổng lồ đấy ạ. Đó, và tác phẩm này có kích thước chiều cao lên hẳn là 2m02 và chiều ngang là 1m08 ạ. Và chiều sâu là 90 cho em anh chị nhớ. Và các bác có thể ngắm nhìn cho em từ những phần khuôn diện mặt của ngài các bác nhớ. Vô cùng là hoan hỉ vui tươi đấy ạ. Đó, với dáng ngồi của ngài rất là ung dung tự tại, vô lo vô nghĩ đấy ạ. Đó, và từng vòng tay hàng chạc tiền đấy ạ. Các bác có thể ngắm nhìn cho em này. Đục vô cùng là đều đặn chị nhớ, 10 viên thì đều đặn như cả 10. Từ những chiếc tà áo của ngài vô cùng là mềm mại luôn. Và từ những phần cô bé tiểu đồng này đang lô đùa tinh nghịch với ngài. Đó, mỗi dáng vẻ cô cậu tiểu đồng khác nhau, không cô cậu tiểu đồng nào giống cô cậu tiểu đồng nào. Đó, với dáng vẻ đang lô đùa tinh nghịch với ngài đang vô cùng là tươi cười. Và từ những chú nghe xù được bên em di sần các bác nhớ. Các bác ngắm nhìn cho em từng chú nghe này, được bên em di sần rất là kỹ càng. Chú nghe xù mang lại tài lộc may mắn trấn giữ của cải cực kỳ là tốt trong gian phòng nhà mình. Và bên cạnh đó tay ngài đang phát trên một cái cành đào. Các bác có thể ngắm nhìn cho em từ những cái trái đào căng tròn mọng này. Đó, một cái trái đào siêu to khổng lồ cho em nhớ, tượng trưng cho tuổi trường thọ trường sinh tới cho gia chủ mình. Và những phần cô bé cậu tiểu đồng đang cầm trên những cái chiếc lấm ninh chi đấy ạ. Đó, lấm ninh chi tượng trưng cho tuổi trường thọ trường sinh tới cho gia đình mình. Và củ nhân sâm nha chị nhớ. Đó, các bác ngắm nhìn cho em từ những củ nhân sâm thì được bên em đục châm tỉa từ những phần lá đấy ạ. Đó, được đục châm tỉa vô cùng kỹ càng sắc nét, nổi lên từ những đường gân lá của củ nhân sâm đấy ạ. Và củ nhân sâm mang lại tuổi trường thọ trường sinh nha chị nhớ. Với tác phẩm siêu to khổng lồ này thì anh chị có phải để về trưng chơi trong gian phòng khách của mình, mang lại sự tinh tế đẳng cấp nhất tới trong không gian phòng khách của mình. Đó, và mang lại sự may mắn tới cho gia đình mình, mang lại sự sức khỏe dẻo dai tuổi trường thọ và mang lại sự may mắn trong công việc và mang lại sự hạnh phúc tới cho gia đình mình anh chị nhớ. Đó, và em gái xin phép đọc lại kích thước này. Anh chị nào quan tâm tác phẩm thì các bác có thể là nhấc máy alo trực tiếp cho bên em hoặc có thể là comment xuống dưới cho bên em anh chị nhớ. Đó, tác phẩm này có kích thước chiều cao là 2m02, ngang là 1m08 và chiều sâu là 90. Đó, và anh chị nào quan tâm hai mẫu bức tác phẩm thì anh chị có thể nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại bên em là 0822 338 345 và 0944 812 986 ạ.
Và cơ sở của bên em là cơ sở đường quốc lộ 38, làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, lưng điền Cẩm Giàng, Hải Dương. Và anh chị nào gần cơ sở bên em thì em gái xin ngỏ lời mời tới quý anh chị và các bác tới cơ sở của bên em cùng thưởng lãm những bức tác phẩm em gái giới thiệu với anh chị trong buổi video ngày hôm nay. Có đúng sự thật em gái giới thiệu không ạ? Và em gái xin tạm dừng kết thúc video tại đây và xin chào anh chị, hẹn anh chị buổi video tiếp theo ạ. Vâng, xin chào anh chị ạ.